Cách ghép hoa lan đẹp hiệu quả tại nhà có thể bạn chưa biết. Mời các bác xem em ghép lan nhé. Chào các bác. Hôm nay em chia sẻ cách ghép hoa lan tại nhà sao cho đẹp. Và hôm nay em đang ghép cái cây quế mọi người nhé. Mọi người cùng nghe xem em. Trước tiên mọi người nhé, mọi người lên chọn lan gì để ghép. Và hôm nay thì nhà em đang ghép cây quế mọi người ạ. Đang ghép quế nhé. Đang ghép quế. Cái dòng quế này thì hoa nó rất là thơm mọi người ạ. Và tiếp theo thì mình lên chọn ghép giá thể gì. Đấy, thì hôm nay nhà em ghép giá thể là bằng giớn mọi người nhé. Cái giớn này thì nó rất chi là bền. Và cái giớn này thì các bác ghép như thế nào ạ? Thì cái giá thể như thế này thì em sẽ chọn cái cây lan nó hợp với cái giớn này. Ví dụ cây lan nó vừa tầm. Đấy, vừa tầm và ghép mấy cây ạ? Thì vừa tầm thì ghép 5 cây, ghép tròn nha mọi người nhé. Mọi người cùng xem em ghép nhé. Mọi người nhé, trước hết thì chọn cây. Chọn cây là sao cho nó hợp với cái giò lan của mình. Và bây giờ em bắt đầu ghép. Và bây giờ thì em đã ghép xong một giò lan như thế này. Mọi người xem nhé. Đấy. Ghép 5 cây nhé. Một cây ở giữa và 4 cây chung quanh. Ghép 5 cây. Tròn như này. Đấy. Quế trắng tháng 8 nhé các bác nhé. Đấy, 5 cây. À, còn một trường hợp nữa là em chọn ghép 3 cây thì đây cây nó to hơn nhá, cũng cái giá thể như vậy mà cây to hơn thì nhà em ghép 3 cây như thế này, như này nhé mọi người nhé. Còn đây cũng là một giò nữa, cũng ghép 5 cây nhưng mà nó tròn như này. Đấy, trước hết là mọi người định vị giò lan, ví dụ bạn muốn ghép vào mấy cây thì chọn cái cây cho nó hợp lý nhé, nó tương ứng với cái giò lan của mình. Và cái giá thể tròn này thì ghép mấy cây, ghép 3 hoặc ghép 5. Thì ghép 5 thì ghép như nào? Một cây ở giữa nhé mọi người nhé. Và 4 cây thì ghép 4 chung quanh để nó tạo thành một giò lan rất là tròn như này. Vừa tròn vừa đẹp nhé mọi người nhé. Đấy. Vừa rồi thì em đang chia sẻ cách trồng hoa lan. Thì video nhà em lên thì sẽ thường xuyên chia sẻ này, cách trồng hoa lan rồi cách chăm sóc hoa lan ra làm sao. Tiếp theo mời các bác đến phiên bán hàng nhà em nhé. Đây là một trụ tam bảo sắc rất là đẹp như này. Như này các bác nhá. Đây mặt sau nó đây. Ghép 3 mặt nhá các bác nhá. Đấy, trụ tròn siêu đẹp này nhá. Mã số 1 tam bảo sắc. Trụ này các bác nào lấy thì 450.000 đồng. Đây các bác nhá. Cây rất là đều là đẹp nhá. Bác xem kỹ nhá. Mã số 1 450. Giá chưa phí ship vận chuyển các bác nhá. Vì cái tầm của sắc này thì em đang bán với giá là lỗ. Mã số 2 cũng một trụ tầm của sắc đẹp như này. Mã số 2 tầm của sắc. Chú này bác nào lấy 450.000 đồng. Cho mã số 2. Lên một trụ nữa nhá. Mã số 3 này. Số 3 như này các bác nhá. Mã số 3 bác nào lấy cũng để cho 450.000 đồng. Mã số 3 450 cũng ghép 3 mặt nhá. Tiếp theo lên một số sản phẩm khác. Số 4 này. Kiều vàng nhá, số 4 kiều vàng. Hàng đã thuần nhá, mã số 4. 300.000 đồng. Kiều vàng. Số 5 nhá các bác nhá. Hài đuôi công. 150.000 đồng cho mã số 5. Hài đuôi công. Số 6 này, hài đuôi công đang lụ này. Mã số 6 nhá, hài đuôi công nhá. Giò này có 7 vòi hoa các bác nhá.
đang có 7 vòi nhá. Mã số 6 hài đuôi công là 350.000 đồng. Mã số 6 hài đuôi công. Số 7 này chồn Lai Châu. Một dòng lam thì hoa rất là đẹp. Hoa chồn Lai Châu các bác nhá. Mã số 7 chồn Lai Châu 250.000 đồng cho mã số 7. Số 8 này các bác này. Có 3 cây chồn nhá. Mã số 8 chồn Lai Châu 150.000 đồng cho mã số 8 ghép lũa nhá các bác nhá. Số 9 này, một giỏ chồn như này nhá. Rất là nhiều cây. Và có 3 cây ghép thêm. Ở này có 3 này. 6 3 6 9 12 15 16 cây. 15 16 cây các bác nhá, tầm đấy nhá. Giỏ này bác nào lấy thì 550.000 đồng cho mã số 9 chồn Lai Châu. Và số 9 này gặp lũa các nhá. Số 10 này chồn Lai Châu này. Số 10 chồn Lai Châu, giờ này có đôi 4 đôi 4 6 8 cây. Như này các bác nhá, gặp gỗ này nhá. Mã số 10 chồn Lai Châu 250.000 đồng cho mã số 10. Số 11 này bác này. Kiều vuông Lộc Bắc nhá, hàng rừng nhá. Kiều vuông rừng về ghép nhá bác nhá. Mã số 11 là 300.000 đồng, kiều vuông rừng nhá. Hai là một cây cáo rất là chất các bác ạ. Cây cáo này rất là chất luôn nhá. Mã số 12 cáo Lai Châu. Giỏ này bác nào lấy thì 400.000 đồng. Các bác xem cây nó rất là chất này. Dòng cáo Lai Châu này hoa đẹp lắm các bác. Mã số 12. Mã 13 này. Các bác nào lấy giỏ chồn này thì 120.000 đồng. Cái chồn chồn bé này nhá, mã số 13. Mã số 14 kiều siêu tím nhá. Còn một giò duy nhất lụ tím như này các bác nhá. Cái này nó bói thôi. Bói thôi, nó chỉ còn có hai lụ như này. Không biết là còn được nhìn thấy hoa không. Giờ này bác nào lấy thì 450.000 nha các bác nhá. 450.000 kiều siêu tím. Vâng, giò lam này kết thúc video nhà ngày này. Cảm ơn thầy dõi video. Tiếp theo nhá. Mời các bác đến một giò chồn nhá. Rất là khủng này. Toàn cây đều thôi. Có 8 cây, đôi 4 6 8 cây đều nhau như chia. Ghép lũa nha các bác nhá. Mã số 30 chồn Lai Châu. Giò này là 1.200.000 đồng, mã số 30. Chồn Lai Châu. 31 là một giò chồn nữa này. Đây nhá. Đấy. Cây rất là xếp luôn. Giò này có đôi 4 6 8 cũng 10 cây. Giò này có 10 cây các bác nhá. Đấy, xem xếp chưa? Cây rất là xếp, ghép lũa này. Mã số 31 là giờ này là 800.000 đồng cho mã số 31 đi. Mã số 31 800. Tiếp theo một giò chồn nữa nhá. Giò này có đôi 4 6 8 9 10 cây. 10 cây nhá các bác nhá. Chồn Lai Châu. Mã số 32 chồn Lai Châu, giò này là 350.000 đồng cho mã số 32. 33 nhá, một giò hạc vĩ nguyên bản nhá các bác nhá. Nguyên bản. À, cái giá thể nó đã mục và ghép thêm cái lũa này.
Mã số 33 Hạc Vĩ Lai Châu 1 triệu đồng. Cho mã số 33 Hạc Vĩ Lai Châu. Hàng nguyên bản nhé các bác nhé, nguyên bản và giá thể nó là mục ghép thêm vào. Ghép cho nó có giá thể ăn. Mã số 33 1 triệu đồng. Mã số 34 nhá, một cây chồn rất là VIP như này. Có một cây nhá các bác nhá. Xếp rụt nhá. Cây này các bác nào lấy thì là 650.000 đồng. Cái vòi hoa của năm vừa rồi đây. Mã số 34 650. Hoa năm vừa rồi thì các bác này. Đấy. Khủng không? Năm vừa rồi có đôi 4 6 7 vòi hoa. Năm vừa rồi nó ra 7 vòi hoa cơ mà. Cây nó như thế này cơ mà. Xòe như cái quạt các bác. 35 là một giò chồn nữa các bác nhá. Đây cái vòi hoa năm trước rồi. Mã số 35 250.000 đồng. Có đôi 4 6 cây. 250.000 đồng cho mã số 35 chồn Lai Châu. 36 nhá, Hạc Vĩ Lai Châu. Mã số 36 Hạc Vĩ. 220.000 đồng cho mã số 36. 37 nhá, một giò phi điệp vàng đang chi chít lụ đấy các nhá. Phi điệp vàng đang chi chít lụ. Đấy. Gần như thân nào cũng có hoa các bác nhá, gần như thân nào cũng có hoa. Mã số 37 là 700.000 đồng. Phi điệp vàng. Đây đang lụ chi chít các bác ơi. Cái dòng này thì nó xuống lá nó ra hoa. Lại vài bữa nữa nó sẽ xuống lá. Vâng, giờ này kết thúc video nhà ngày hôm nay. Cảm ơn theo dõi video.